Somoviet.vn bán được đôi bài uy tín, giá rẻ và chất lượng, còn có vòng quay Giáng sinh cùng mini game nhiều quà hấp dẫn, giảm giá lên đến 50%. Các bạn nhớ truy cập Somoviet.vn ủng hộ mình nha. Hello cho bạn, yêu cầu rất nhiều anh em. Hôm nay Mô Việt sẽ trải nghiệm trang phục mới Bright Khiêu Chiến AIC. Có thể ngắn gọn trong 3 từ thôi: ngon, bổ, rẻ để miêu tả về cái trang phục này. Rất là ok nha các bạn ơi. Nhưng mà Bright hiện tại không được anh em yêu thích và cũng không hợp meta phiên bản chính trường mùa đông cho lắm đâu. Thành ra hôm nay thì Mô Việt thử xem nha, đấu đỉnh cao xem Bright có khỏe tim tốt hay không, để các bạn có thể là ôi tướng khỏe, mua trang phục xịn lại còn rẻ, mua luôn cho nóng. Hoặc là tướng yếu, trang phục thì rẻ thật đấy nhưng mà mua để làm gì đó, các bạn cùng theo dõi nha. Hiện tại thì AIC 2021 đang diễn ra những trận đấu cuối cùng rồi. Việt Nam chúng ta chỉ còn một đại diện duy nhất là V Gaming, nhưng cũng đã có vé sớm vào trận chung kết tổng ngày 19 tháng 12. Và cũng trong cái ngày đó thì Việt Nam sẽ gặp Campuchia trận đấu bóng đá của AFF Cup. Nhưng mà không hiểu tại sao mà Campuchia lại gáy sớm. Gáy sớm thì người ta phải có nội lực, phải có cơ sở để gáy. Đây không có cái gì mà cũng gáy sớm thì chỉ có là ăn dổ bóng thôi anh em ơi. Cùng chờ đợi vào ngày rất là tuyệt vời đó nha. Kiểu gì anh em cũng tụ tập và xem những trận đấu giải hay và những trận đấu bóng đá hay trong ngày đó. Cái bây giờ thì anh em ơi, đập con khỉ luôn. À, có bóng chảy, có bóng chảy. Nghĩa là bạn ấy có cái trang phục Caffrey. Mình cũng có nha. Rồi, hay. Thế là thì bạn sẽ rất là khỏe. Còn bây giờ thì ha ha ha. Ok, mình counter được bạn ngộ khỉ không thể tàng hình với cái chương 1 của mình đâu. Rồi qua đây ăn rồng với mình này. Thì bạn không có rừng thì cũng không KS được đâu. Hiệu ứng kỹ năng mình thấy rất là ok, thực sự là đẹp. Những trang phục khiêu chiến AIC hiệu ứng thì cái trang phục này là đẹp nhất đấy. Như là Lacrosse này hay là Van Halen thì không thể so sánh được với cái trang phục này đâu anh em ơi. Thực sự là chất lượng nhất trong những trang phục AIC mà giá lại còn siêu rẻ đấy chứ. Kyogre hỏi mid cái gì vậy bạn ơi? Mid CC. À, mid cục cưng. Hay là mít cơm chưa, hay là mít cún cưng, hay là mít mít gì đó. Nhưng mà có lẽ thì bạn Kyogre thường sẽ hiểu theo một cái ý khác. Trẻ trâu. Trẻ trâu, trẻ trai. Ganh tốc ý, ganh đồng này. Ganh đồng hợp lý. Lấy ganh đồng hiệu quả thì cứ ganh đồng thôi. Tốp thì chơi hòa đi. Chơi hòa được thì chơi đi. Bởi vì thực ra cứ lên dưới này toàn lết thôi. Anh em team mình này toàn lết, có mỗi con Zip là con tướng đầu game khỏe. Hiện tại mình thấy một số điểm mà Bright khó chơi. Thứ nhất là meta của những con tướng mạnh đầu game, Bright mạnh cuối game, không hợp meta. Thứ hai, sát thương chuẩn nó hơi bé, thực sự hơi bé, thậm chí quá bé. Và thứ ba thì có những cái lỗi mình tí nữa mình sẽ cho anh em thấy nha. Cái lỗi chơi Bright chí tử mà nhiều người không thích. Ngộ khí này. Cứ phóng chưa một trúng là bắn thôi. Mình cứ bắn từ xa đơn giản, phóng chưa một này. Trúng là chơi. Ây da choáng. Ây da thôi cho xong. Trời ơi, một khoảng lúc cái đầu anh em ơi, ngáo thực sự luôn. Bị Alice trúng cái ngộ khí trong bụng lao ra choáng phát. Mà có đó Zip không che góc cho mình chơi. Chạy đi đâu ý. Thành ra mình bị đập lùi cái đầu không kịp phản ứng gì luôn. Thôi anh em ơi, rút kinh nghiệm tập 2 nha, không có ngáo ngơ như vậy nữa. Thực ra con Bright này nếu bị sốc đam nhanh quá nhanh thì các bạn thấy đấy, không kịp bật chiêu cuối chết luôn. Thì mình sẽ không khỏe, phải bật chiêu cuối mình khỏe được cơ. Nhưng mà muốn bật chiêu cuối mạnh thì cũng phải có là tướng địch gần chết, hoặc tướng địch yếu.
mình chém chém một đứa nhảy, hai đứa nhảy, ba đứa nhảy, bốn đứa thì nó mới bá được. Chứ bây giờ anh em đừng có chơi Brave mà ở tầm sức mạnh nha, không và rất là khó có thể cân được team. Chứ anh em cân team anh em nhảy liên tục mà cực kỳ vừa đam, rất luôn chuẩn là to đam nó ảo, bật chiêu cuối lên chiêu hai đam cực kỳ lớn. Bây giờ không có chuyện đó đâu, các bạn đừng làm cái điều đó và không thể thực hiện được điều đó đâu. Bây giờ các bạn hãy chơi như con tướng xạ thủ khác thôi. Ok, mình vẫn phải giữ vị trí đó, có mạng ngay. Thực ra mình cũng cay bạn Alice pha rồi nha, chứ không có Alice choáng thì mình cũng không có chết pha đấy đâu. Tí bạn Alice với Laurel cái bộ đôi cực kỳ khỏe lấy game, cộng với Thor lè ngộ khỉ à, chỉ có mỗi Rioma thì lấy game không khỏe thôi. Thế này anh em ơi, đánh không có quang nha, quang là thua luôn. Mình cố gắng làm sao mình farm thật nhiều để tích cái vàng. Đấy, có đồ thì mới khỏe, mới chém đau được. AD mà anh em ơi, đâu phải là sát thủ đâu. Có đồ và mới đau được chứ. Ok, Laurel ơi, có đùa bạn ơi. Về không về đã còn nước sang hướng này chơi khô máu mình. Chắc là cái vòng trước cuối đó nên bạn ấy bay ra để có thể là cân mình đây. Nhưng mà sai, quá sai luôn. Lại một thanh niên ảo tưởng sức mạnh. Tranh lên xong kêu tao che châu hai hương. Đúng là thú vị thôi, chơi game thì cũng không quá căng thẳng nhận cái DC ơi. Kể cả đấu đỉnh cao cũng vậy, chơi game vui vẻ mà anh em ơi. Vui vẻ không cạo nha, cái DC ơi. À không, Alice ơi. Anh em thấy quả lướt chiêu 2 né chưa ok không? Hay quá Zip ơi, nhưng mà đâm hơi sâu. Rồi bây giờ mình team mình đẩy lính cao lên này. Lính cao lên anh em ơi. Có khi là lấy được trụ này. Lao đeo gần chết kìa. Ở đây cái DC có chiêu cuối là lụm mạng rồi. Thế nào đi anh em, có yêu cầu mua về làm con tướng nào, trang phục nào cũng nhớ comment bên dưới nhé. Mình tất nhiên sẽ thực hiện hết theo yêu cầu của anh em. Hôm nay là đánh nick nick chính luôn, nick Subin, à không, mà nick Ngưu Lang. Đổi tên liên tục anh em ơi. Đấy, bạn chủ nick đổi tên nhé, mình không có đổi tên. Thực ra thì nick của mình ngày xưa ấy, ở cái thời đó thì mình bị hack mất tiêu và từ đó là mình chỉ một nick của fan thôi. Cũng có gắn bó với nhiều nick của nhiều bạn, nhưng mà nick Ngưu Lang này, nick Subin này là gắn bó lâu nhất đấy anh em ơi, gắn bó thời gian lâu nhất ý. Bây giờ vẫn coi như là nick chính là sử dụng rất là nhiều đi. Thường có những trang phục mới thì mình review tướng mới, sự kiện mới thì mình hay lôi cái nick này ra để làm clip. À hình như hôm qua có, hình như không mấy ngày rồi, có một bạn comment là anh mua bao ơi để cho anh sáng cái độ sáng mát ít ít đi chứ em chói mắt quá. Không biết là mọi người có thấy chói mắt khi mà xem clip của mình không, hay là sáng quá không thì mình sẽ điều chỉnh. Thế này thì mình điều chỉnh một bậc rồi, giảm xuống một bậc rồi. Không biết là anh em thấy ok chưa. Nếu mà chưa thấy ok thì mình giảm tiếp để anh em cảm thấy ok hơn nha. Còn nếu anh em thấy là ok rồi thì cũng nhớ comment bên dưới để mình biết, để có thể điều chỉnh theo cầu của anh em. Chứ anh em thấy khó chịu là mình cũng cảm thấy không vui rồi. Càng thực sự cấu rỉa. Sợ nhất mấy bạn cấu rỉa đấy anh em ơi. Thực ra bây giờ mình phải đánh tường trước được, mình có góc cơ. Đấy, mình nhắm trước một, mình đánh tường được trước cơ. Sau đó mình mới bật chiêu cuối, mình nhảy vô. Đi lên mình thấy bây giờ hợp lý hơn, đi rừng khó hơn anh em ơi. Khó góc vào chơi thực sự ít. Mặc dù khi bạn không có tanker nhưng mà nếu mà kéo lấy game thì con Alice, bộ đôi Alice nó khó chịu lắm anh em ơi, không đùa đâu. Ok, mình có đồ nha, có đồ này. Có đồ là chơi được. Thực ra thì khi mà đi rừng ý, thì mình sẽ carry team rất là ok. Dù con tướng nào đi rừng mình vẫn có khả năng carry, bởi vì đi rừng mình farm thì tốt. Quan trọng nhất là khả năng farm, anh em muốn là một người gánh team tốt ý. Thì ngoài việc last hit thì cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân rồi. Thì cái chung chung là các bạn phải biết farm.
Bởi vì là nếu không farm tốt thì các bạn sẽ không được gây đam nhiều và không gánh team ở đâu. Nếu mà đi rừng là farm không ngừng nghỉ nha. Farm kết hợp với gank không ngừng nghỉ luôn. Đó là những con tướng kiểu AD đi rừng như này, không đốt bụi nha. Farm không ngừng nghỉ anh em ơi. Ok, đôi mật chiến cuối lên mật chiến thôi. Sau đó thì anh em thấy mình còn hồi máu siêu cấp không? Có hồ được một đoạn máu nha. Nhưng mình vẫn bị chết bởi Alice. Anh em thấy cái điều mà lúc trước mình không có bị như vậy. Vì lúc trước ấy mình trắng máu rồi, sau đó thì mình nuôi về vẫn còn chiêu cuối mà, mình ấn hồi máu cái có một cục máu xanh của hồi máu siêu cấp thì mình không có bị chết, nhưng bây giờ bị chết như thường em ơi. Đây là cái điều mà Brai nó bị yếu đi khá nhiều ở cái này. Công nhận là cũng hơi căng nha, mặc dù team mình có mạng nhưng mà anh em thấy sức farm của ngộ khỉ là đang vượt trội hơn. Thế mới hay em ơi, đấu đỉnh cao thì không như đánh rank đâu. Khá là căng ý. Được cái mình có lăng cao tơ ngộ khỉ, tí nữa thì ngộ khỉ dính chiêu 2-1 của mình là chết thôi. Trận này mà Zip có những pha hút ngon thì thực sự đánh rất là dễ. Nhưng mà nãy giờ anh em thấy có Zip có hút đâu. Không có hút nha. Không biết có hút ai không, như mình chẳng thấy hút. Mình ở đó chẳng thấy hút ai cả. Mình không ở đó không biết có hút được không ý. Hút thế này là không được rồi bạn ơi. Tí bạn chắc chắn phải về nha, yên tâm không dám đẩy đâu. Bởi vì cá đang đẩy cao. Chờ nào đeo luôn, chờ luôn bạn ơi. Nào đeo có một mình thôi. Chờ luôn. Ây, cần tìm thế này là chết với mình rồi nha. Mình đứng sát mình chém cho. Nhưng mà cũng không đùa đâu anh em ơi, tí chết với lao đeo rồi. Ở ngọc của Brai thì các bạn hãy sử dụng cái ngọc chí mạng nha, hoặc là sát thương chí mạng, hoặc là 5 viên chí mạng, 5 viên sát thương chí mạng đều ok. Tốc đánh thì anh em thấy là mình đổi tốc đánh rất là nhiều rồi, nên xài ngọc sát thương chí mạng hoặc ngọc chí mạng đam sẽ to hơn rất là nhiều. Ủa, mất Crixy làm gì bạn ơi? Bạn này cũng cục tím nha, không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà hút chưa có ok. Hay là hôm nay bị đau răng hay đau miệng gì đó. Hút không có ok. Chứ leo được cục, luyện được cục là cũng phải đánh hay cực kỳ thôi nha, không phải vừa đâu anh em ơi. Mít này. Nào đi em cũng không đẩy trụ đâu. Anh em thấy là Thor Lè đứng rất là sâu, áp sát Thor Lè hơi khó. Hai Glissi ơi, Glissi làm được cái điều đó rồi. Cái đi ngon nha, chơi luôn. Ui, bơi làm sao được với AD. Cái gì chứ bạn, bơi góc nào mình cũng bắn được. Ây da, khó chịu nhở. Đó, anh em thấy con Adit chưa? Khó chịu thực sự luôn. Thôi lơ nhẹ đi các bạn ơi. Không đẩy được rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Farm full đồ cái đã. Farm full đồ đẩy đỉnh cao, đợi mục tiêu ra ăn. Cứ chơi chuẩn bài đi. Ok, tập trung anh em ơi, sắp có trời tối rồi, sắp xê xa bạo chúa rồi. Ây da, ghê nha. Hay quá kêu ơi. Tuyệt vời luôn anh em ơi, Crixy cũng có pha đặt chiêu hài rất là hay. Và bây giờ mình nên là mình quẩy thôi. Một đứa này, Thor này chết luôn này. Hai đứa này. Ok, lao đi heo. Chơi luôn. Ok, chết rồi. Ôi, đẩy luôn anh em ơi, đẩy luôn. Ôi, vừa kỷ dọn lính xong hết mất tiêu rồi. Anh em đáng nhẽ ra phải che lính vào đấy. Chứ không, thế này là không đẩy được rồi. Có khi là về ăn con xê xa bọ chúa đi.
Ở các bạn thấy trí mạng của con Braille nó thấp chưa? Đấy. Nên là cái nguồn sát thương chuẩn nó rất là quan trọng với con Braille. Mà bị giảm thế thì mình thấy là nó không khỏe là đúng rồi. Ui, ui ghê nha, ghê nha, kì ơi ghê nha. Nhưng mà chạy mất tiêu khi thấy Zip bật mắt lên rồi. Ở đó solo là không solo được mình đâu, nếu bạn ấy solo không máu là không được mình đâu. Mình bật chục cuối được là bạn ấy chỉ có chạy thôi. Ok nào anh em ơi, để lính cao tập trung mít nào. Có con này thì tỷ lệ thắng team mình đang rất là cao này. Lao đèo lãi giờ chưa làm cái gì. Ảo tưởng sức mạnh quá mà. Anh em thấy là team bạn mình thấy là đánh rất là rời rạc. Đánh cực kỳ rời rạc nữa. Thành ra team mình đánh khá là dễ từ nãy giờ. Chứ đưa team bạn tập trung thì khó cực kỳ luôn anh em thấy lao đèo chưa. Đấy. Đâu có dễ chơi đâu. Mà có chiếc cuối Alice vào đấy thì thôi lố cả đầu cả team mình luôn ý. Bồi em lại đừng cho team bạn ăn cái con này. Ok, mình còn chục cuối, mình còn sát một mệnh mà yên tâm. Áp đồn team bạn về thôi. Q-Dot phá cái trụ đường đường dưới đi. Rồi, có cái đường này thì AD phá lốt đi. Thế là ba đường Mega thôi. Ok, và có khi là uy được luôn anh em ơi. Chị Zo nha, chị Zo nha. Nhưng mình chưa có chục cuối. Ôi, từ từ thôi bạn ơi. Và hơi sâu rồi, nhưng mà có lẽ cũng nguy được thôi anh em ơi. Và video clip mô Việt trời Braille, kiểu chiến AIC đến hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.